Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm lại cái tập phim các bạn. Cái tập phim mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn ở trên series rồi. Thì mình sử dụng Ajax để lọc ra phim, lọc ra phim để mình cần thêm số tập. Nhưng mà ở đây ví dụ như mình thêm 4 tập rồi các bạn, ví dụ như mình thêm 4 tập rồi thì nó sẽ bị trùng các bạn, nó sẽ bị trùng. Thì mình sẽ kiểm tra danh sách trùng với lại là mình sẽ thêm lại số tập này ha. Nhìn này nó hơi rối các bạn, nhìn này nó hơi rối cho nên nó không được đẹp các bạn. Thì ở đây đường link mình sửa đường link nè, 100%. Rồi ở đây thì tạm thời các bạn sửa lại như sau ha. Cái phần tập phim á, bây giờ các bạn quay lại cho mình cái phần phim đi. Thể loại quốc gia nè, cái thể loại quốc gia và các bạn phân trang cho mình đi ha. Cái này mình chưa hướng dẫn các bạn phân trang nè. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là phân trang theo cái database JS các bạn. Đây nè. Bài 22 các bạn lọc phim bằng data table các bạn. Thì lọc phim này á nó sẽ lọc như sau các bạn. Nó giống như cái phim nè các bạn. Ở đây danh sách phim ha. Thì cái lọc phim này á bằng data table này á, nó rất là tiện các bạn ha, rất là tiện các bạn ha. Thì các bạn có thể tìm theo phim, ví dụ như là Da Vặt Rồng đi ha, Da Vặt Rồng đó, nó rất là tiện. Rồi ví dụ như các bạn search cái chữ house đi thì những phim là chứa chữ house nó ra hết các bạn ha. Nó sẽ tìm theo những cái cột các bạn ha, tìm theo tất cả những cái cột, ví dụ như phim Mỹ nè đó, thì nó ra những cái phim Mỹ rồi. Ví dụ như thời lượng 60 phút này, các bạn chỉ để 60 thôi ha, thì nó sẽ hiểu là những phim là 60 phút đó, thì nó liệt kê ra hết ha. Hoặc là 10 nè, phim 10 nè, thì những cái phim nào nó có chứa số 10 này thì nó sẽ ra hết đó. Cái thằng data table này nó rất là tiện các bạn. Thì bây giờ mình sẽ fix lại ha, bây giờ mình sẽ fix lại nhìn cho nó đẹp tí xíu các bạn. Mình sẽ đi theo những cái bài sau nữa ha, cho nó nhìn cho nó ok tí xíu. Phim nè, test ha. Ở đây thì mình sẽ cho container các bạn, thử container đi ha. Rồi, nó sẽ bo lại như thế này. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ cho mình là class respond các bạn. Responsive ha. Đó, nó sẽ respond cho nhìn cho nó đẹp các bạn. Đây mình sẽ kéo như thế này cho nó đẹp ha. Ở đây các bạn để lại cho mình là float đi. Rồi, ok. Đó, nó sẽ dài được như thế này và sau này mình kéo này ha, nó cho nó dễ. Rồi bây giờ cái thể loại á, cái thể loại thì các bạn sẽ cho mình là bên, nếu các bạn làm tới thể loại rồi, cái phần form này nè, danh mục thể loại trên form này, các bạn chỉ việc là cho mình cái ID bằng table phim thôi ha, ID bằng table phim thì nó sẽ ra như thế này các bạn. Phần general là thể loại nè, cái table nó nằm dưới đây đúng không, các bạn sẽ cho ID table phim. Thì cái ID table phim này nó mang cái script của data table các bạn. Nó mang cái sweep của data table thì nó sẽ tự phân cho mình luôn. Nó tự phân và mình có thêm một cái search ở đây nữa. Ví dụ như mình search phim hài hước đi. Đó, rất là dễ các bạn. Rất là dễ cho việc mà sau này mình tìm kiếm phim hoặc là tìm kiếm những cái gì mình cần tìm kiếm á. Nó dễ hơn. Rồi, thì cái phần này nè. Tại sao điền cái này mà nó ra được như vậy á. Thì các bạn coi lại cho mình cái bài 22 ha. Bạn coi lại cho mình cái bài 22. Rồi, bây giờ thì mình sẽ copy data phim cho cái thằng cái query nữa ha. Để sau này mình sửa nó dễ hơn các bạn. Sau này mình chỉnh nó dễ hơn. Rồi, thể loại. Đây, thể loại nó cũng được rồi các bạn. Thể loại, à không, danh mục phim chứ. Danh mục nào. Đó, thì khi các bạn tìm ví dụ danh mục phim lẻ đó, để các bạn sửa lại tiêu đề hay gì đó nó cũng dễ ha. Thì phần danh mục với những cái phần này thì nó nhỏ thôi, nó cũng ít thôi, cho nên là các bạn phân cũng được mà không phân cũng không sao ha, cũng không có vấn đề gì cả. Và một cái là country, quốc gia nè các bạn. Bạn sẽ cho mình cái nào có table á, thì nó sẽ tự động nó chạy ha. Country
Rồi một cái đó là episode là cái tập phim các bạn ha. Cái tập phim thì mình sẽ làm cái tập phim nó đơn giản hơn để cho em dễ nhìn hơn các bạn. Rồi bây giờ mình quốc gia coi, đây quốc gia nó cũng có nè ha, phim Việt Nam đó, phim Việt Nam đó. Sao rất là dễ ha, rồi nó tự phân trang cho mình luôn giống như cái phần phim này thôi ha, nó tự phân trang cho mình luôn. Tập phim thì cũng có luôn đó các bạn, liệt kê danh sách tập phim nè, thì nó cũng ra cái thành sạp cho mình luôn nè. Thì tập phim bây giờ các bạn quay lại, các bạn sửa lại cho mình có tập phim cho nó đẹp tí xíu ha. Index ở đây các bạn sẽ cho mình là table response bút chép 3 ha. Rồi nó như thế này đi, còn những cái phần này á các bạn bỏ ẩn đi cho mình, cái phần mà link phim á, tập phim các bạn à, cái này nằm ở link phim ha, thì cái link phim các bạn cho cái link thôi các bạn, còn video thì mình không có lấy video ha, mình chỉ để là cái link phim thôi các bạn. Link phim thì ở đây các bạn sẽ cho mình là cái này link phim là nó tự động rồi, xem lại cho mình ha. Movie Vendor Officials link phim này, link phim thì ở đây các bạn sẽ cho hiển thị cái link thôi các bạn. Các bạn ghi như thế này thì nó sẽ hiển thị cái kiểu đơn giản là kiểu tag thôi các bạn, chứ nó không có đổi luôn cái mã HTML của mình ra ha, thì nó sẽ hiện cái link thôi đó. Còn ví dụ như các bạn muốn nó đổi cái mã HTML này á, thì các bạn quay trở về cái hai dấu chấm than ha, hai chấm than như trước thì nó đổi luôn cho mình những cái frame, nói chung á là nó sẽ đổi luôn cho mình những cái mã HTML ha đó. Còn thôi là nó để mã HTML dạng hiển thị theo cái dạng tag là thôi các bạn. Rồi bây giờ ví dụ như mình có là một phim, hai phim, phim bốn phim đi, thì khi mà mình thêm nhiều rồi thì mình muốn kiếm lại một cái phim nữa, mình muốn thêm nữa thì nó hơi hơi khó các bạn ha, nó hơi khó. Thì mình sẽ liệt kê phim nào, ở chỗ liệt kê phim mình sẽ thêm phim ở đây các bạn, thêm phim ở đây ha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái nút ha, các bạn mở lên cho mình cái trang Dead Movie nè. Ở đây mình sẽ tắt những cái kia đi ha. Ở đây mình sẽ cho là tên phim, ở dưới tên phim là cho tập phim các bạn, tập phim đi ha, phim. Rồi thì trong cái tên phim này á, ở dưới này á các bạn sẽ cho là tập phim, thì các bạn sẽ echo ra cho mình cái ID của phim đúng không, ID của phim. Thì bây giờ mình sẽ coi lại coi cái phim nè, nó sẽ có ID nè ha, ID. Rồi thì bây giờ mình hiển thị tạm coi, thì tạm ra coi ha, tập phim đây, ID 31 nè. Rồi ok, thì bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái nút để cho nó tiện nè các bạn ha, tiện đi. Last bằng btn ha, mình sử dụng Bootstrap các bạn. Primary đi, các bạn sẽ cho lúc nào cũng được. Ở đây là mình sẽ là rồi, cái nút này nó nhỏ thôi các bạn, small thôi ha. Ở đây thì đường dẫn, đường dẫn thì các bạn sẽ cho mình là ground. Episode đi. Rồi, thêm tập phim nữa các bạn. Và cái này nó sẽ kèm theo một cái nữa, đó là cái ID các bạn ha, các bạn bắt ra đi ta. Cho nó vô một vuông đi, dễ nhìn hơn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi, rest lại coi. Rồi ok, add official nó chưa có đúng không? Bây giờ mà các bạn sẽ cho mình cái round, cái lỗi đó là ra chưa có ha. Bây giờ là các bạn kéo xuống đó, ở đây là thêm tập phim đúng không, chọn phim nè, mình ghi cái nào mới ha, so get name. Rồi ok, đó là phương thức get các bạn ha, phương thức get. Đây thì mình sẽ cho là episode, đây sử dụng hàm này và cái name, cái name của cái ra các bạn ha, là episode. Rồi ok, bây giờ mình sẽ refresh thử đây. Đó thì nó chạy bình thường các bạn. Thì ở đây các bạn đổi lại cho mình cái nút primary, thì đổi lại cái màu cho nó màu
Màu nào cũng được thôi các bạn, tùy các bạn thôi. Màu đen dơ nè, đó, cho nó nổi bật đi. Thì bây giờ mình sẽ là thêm tập phim ha, khi mình click vào thêm tập phim là add episode à, cái này rồi ok, các bạn quay lại web cho mình nè. Ở cái này mình sẽ kèm thêm một cái nữa là get, kèm thêm cái là ID các bạn ha, rồi thêm cái ID của cái này. Và các bạn được test lại đây. Đó, thì nó sẽ chạy đúng các bạn ha. Add episode chưa có nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái controller mình ghi cho nó cái hàm ha. Hàm là add episode mà mình đã khai báo ở đây. Đây. Rồi ok, các bạn bỏ đâu cũng được ha. Mình sẽ ở update destroy edit và store ha, mình sẽ để xuống dưới store đi. Rồi, add episode. Ở đây thì mình có ID đúng không? Có ID thì mình sẽ gắn cái ID lên. Rồi. Ở đây thì các bạn refresh lại nè. Đó, thì cái trang trắng đúng không? Trang hiện tại là trang trắng. Thì bây giờ cái trang trắng này á, các bạn sẽ cho mình ở cái phần episode nè. Và sẽ cho mình là new. Ha, new. Và một cái nữa là các bạn sẽ cho mình là add episode đi. Rồi, cái trang này đã episode. Rồi, mình sẽ review về ha. Create nè, các bạn copy cho tiện các bạn. Copy cho tiện ha. Tại vì ở những cái trước mình đã hướng dẫn các bạn là thêm tập phim là thêm bằng cách này nè các bạn. Ha, thêm bằng cách này thì ví dụ như mình có khoảng cỡ mấy ngàn phim hoặc mấy trăm phim thì mình kéo mình tìm nó cực lắm các bạn. Ha, mình tìm nó cực lắm. Đó cho nên là mình sẽ thêm lại tập phim bằng cách là chỉ vào phim thôi và liệt kê danh sách của phim mình là mình search ở đây các bạn. Ví dụ như hàng trăm hàng ngàn phim đi, nhưng mà cái này nó search nó tù rồi các bạn, cho nên là các bạn chỉ search gia tộc ha, gia tộc, hoặc là bây giờ các bạn search là người nhện, đó là nó ra người nhện liền các bạn. Đó nó tiện lắm các bạn ha. Thì mình search xong bắt đầu mình click vào thêm tập thì nó sẽ hiển thị ra đây. Bây giờ mình sẽ hiển thị ra cái trang Add Episode này là gồm là thêm tập phim và cái phim và cái tập phim nó đã thêm ha. Ví dụ như bây giờ là thằng Red nè, form nè ha. Bây giờ mình sẽ trở về trang đây, mình copy cái thằng index này. Thằng index này là của cái thằng thêm tập phim đó các bạn ha, của cái thằng thêm tập phim. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt ra đây. Rồi bây giờ là List Episode, cái này là lấy ra danh sách phim. Thì cái tập phim nó sẽ lấy ra tất cả những danh sách phim các bạn ha, nó lấy ra tất cả những danh sách phim và tập phim luôn. Thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái ID phim ha. Bây giờ nè, ID phim mình đã truyền qua được rồi các bạn ha, mình đã truyền qua được rồi. Đây mình giờ đã truyền qua được rồi, có nghĩa là ID 31 các bạn ha. Thì bây giờ mình chỉ lấy những cái phim thuộc ID 31 thôi. Thì bây giờ episode with movie nè. Và các bạn sẽ cho mình nữa là episode tập nè, với phim nè. Và gì các bạn, và where, thêm một cái điều kiện where nữa các bạn. Where là cái các bạn coi lại ha. Ở chỗ episode là cái chỗ số tập đâu rồi. Đây cái số tập nè. Thì movie ID ha, mình sẽ lấy movie ID dựa vào là ID là 31 đúng không? 31 gì như đây nè. Thì mình lấy được rồi mình sẽ đem so sánh với cơ sở dữ liệu thôi ha. Where movie ID đúng không? ID bằng gì các bạn, bằng ID rồi. Mình sẽ là order by movie ID ha. Thường là mình sẽ order by lại các bạn, mình sẽ order by theo cái ID các bạn ha. Theo ID có nghĩa là không, theo cái số tập các bạn, theo cái official đi, theo số tập có nghĩa là tập nào mới á thì nó sẽ lên trên đầu các bạn ha. Theo official Death Gate bao nhiêu lấy hết nè ha, mà nó có giới hạn. Episode bây giờ rồi episode nó sẽ là thuộc trang là add. À sorry các bạn ha, cái này phải đổi lại, rename lại là blade blade ha. Đó. Rồi blade lại rồi ok. Bây giờ là add episode với cái list episode này. Thì bây giờ cái trang này nè, mặc định nó giống trang index đúng không, mặc định nó giống trang index. Thì bây giờ các bạn copy cái nguyên cái trang index luôn, các bạn paste qua đây cho mình
ha, với điều kiện là các bạn làm tới cái bài này rồi các bạn mới hiểu ha. Rồi các bạn mát ra đây cho mình. Thì ở đây là cái biến này truyền qua cho cái episode này là list episode, mình không phải đổi đúng không, mình không ngồi đổi. Thì bây giờ mình sẽ refresh luôn, những cái này là nó y chang thôi các bạn, những cái này y chang cho nên mình không cần phải đổi gì cả. Rồi bây giờ mình refresh thử đó, nó sẽ lấy là phim 31 nè các bạn ha, 4 tập gia đình rồng ha, gia đình rồng 4 tập. Rồi bây giờ là chuyến thăm bất ngờ nè, em tập chưa có chưa có tập đúng không, chưa có tập cho nên là nó chưa có gì cả. Rồi cứ để nó vậy đi ha các bạn. Rồi Moonlight, Moonlight nè, à, Moonlight ví dụ như mình có 3 tập đi thì nó ra 3 tập rồi ok ha. Đây, gia tập rồng 4 tập. Rồi, bây giờ mình cần một cái form nữa các bạn. Mình cần cái form thêm. Thì cái form thêm á, bây giờ các bạn copy từ cái form cái form của thằng episode ha. Rồi. Cái này không phải là liệt kê danh sách tập phim nữa ha. Bây giờ mình sẽ copy từ cái thằng copy sao cho nó hợp lý ta. 12 ô đi, từ 12 ô này đi các bạn. Rồi, các bạn copy hết cho mình và các bạn đặt lên đây ha. Rồi, bắt lên đây. Thì ở đây các bạn sẽ comment lại cho mình. À, comment lại cho mình là cái này là liệt kê phim. Rồi, ở trên là cái form thêm tập đúng không? Thì cái form này mặc định á, nó sẽ lấy là tất cả. Cái này là quản lý phim nè, cái này là liệt kê danh sách tập phim. Ở đây đi. Rồi, quản lý tập phim. Rồi, quản lý tập phim tạm thời vậy đi các bạn. Ở dưới đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thêm dựa vào và nó thêm dựa vào thêm và update dựa vào ID. Thì chọn phim thì ở đây nó liệt kê ra tất cả những phim nè. Thì ở đây mình không muốn nó liệt kê ra tất cả phim các bạn, mình chỉ muốn nó liệt kê ra cái phim giống như cái phim mà mình lấy được được thôi. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình thêm một cái rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái biến là movies, movies ở đây ha. Mình sẽ bằng gì các bạn, mình sẽ bằng là ID episode, từ từ where movie. Rồi các bạn sẽ cho mình là movie đi, file ID. Rồi tìm ra được cái phim ha, dựa vào cái ID của mình. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình thêm một cái biết movie ở đây nữa. Rồi thường thì mình không cần cái này đâu các bạn, thường thường không cần cái này thì mình chỉ việc là bỏ cái gì cái chọn phim đi ha. Ví dụ như mình bỏ cái chọn phim đi thì nó sẽ ra được như thế này, nó sẽ ra mình chỉ điền link và cái tập phim thôi là được rồi các bạn ha, điền link và cái tập phim thôi là được rồi. Ở đây các bạn chỉnh lại cho mình là cái này không còn là select nữa mà nó sẽ là cái test thôi các bạn nha, là cái test thôi. Nếu tồn tại cái gì các bạn, movie đúng không, movie là biến ở bên này nè các bạn. Thì mình chỉ cho là episode movie, suy ra cái tên movie thôi các bạn. Thường thì mình không cần nhưng mà ở đây mình cần để mình biết được là mình đang thêm cái phim gì ha. Rồi ở đây mình sẽ cho là không có play order các bạn. Ở đây mình sẽ cho như cái là read only, có nghĩa là cái phim này nó chỉ cho đọc thôi các bạn ha. Ở đây thì mình sẽ ghi là hồi nãy mình xóa thì mình quên rồi ta. Ở đây như là tập phim thì vậy. À, đây mình quay lại cái phần form ha. Movie chọn phim. Cái biến của nó là select chọn phim movie ID. À, movie ID các bạn, movie ID ha. Rồi, label cho movie ID luôn. Rồi, nó được như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ cho chạy lại ha. Đây, đó. Cái này là mình không có chỉnh sửa gì được á. Mục tiêu là mình như thế này. Cái này là pin. Rồi. Đó, nó sẽ được như thế này nè các bạn. Thêm. Đây. Rồi, ở đây mình điền link nè.
Và tập phim thì ở đây mình sẽ loát theo số tập dựa vào cái episode các bạn. Tập phim ở đây là form tập phim, sẽ là nên tập phim show movie. Show movie à, ở đây á các bạn sẽ cho mình là một cái select nữa. Mình sẽ mở cái phần form thêm phim các bạn. Thể loại phim hot. Select phim hot. Country. Rồi, ok, mình copy từ cái country này đi các bạn. Đã lâu quá mình không có thêm cái ghi cái này cho nên là mình cũng không có nhớ lắm ha. Rồi mình bỏ cái này đi. Nó sẽ là đi phát ra đây. Hồi nãy là gì các bạn, quên rồi. Hồi nãy là episode. Name của nó episode đúng không? Mình chỉ chỉnh là name để cho nó dễ nhìn. Episode. Rồi. Mình có là gì? Mình có là cái movie đúng không? Con movie. Và cái movie đó nó hiển thị ra cái tên các bạn. Ha, cái tên thì à, cái này mình không cần movie các bạn. Mình không cần movie ha. Bạn mở lại cho mình cái phần form của movie này đi. Mình sẽ cho chạy như thế này các bạn. Index chứ. Mở index ha. Ở đây nó sẽ có là đây. Top tuần, top view nè. Nó sẽ chạy từ số set. Cái chỗ tập phim các bạn. Ở đây các bạn bỏ cho mình cái select đây ha. Đây, cái tập phim thì các bạn copy từ cái thằng index của thằng movie nè. Select đây ở phần year này ha. Mình sẽ cho nó sẽ từ là select select top view ngày tuần tháng. Rồi, mình sẽ cho select chạy từ episode chạy từ 1 ha, tập là tập 1 cho tới cái movie suy ra cái số tập các bạn. Movie suy ra cái số tập là cười một tập thì số tập của đấy ha. Mà số tập rồi, bây giờ thì mình class class ID class là form control đấy các bạn. Rồi giờ mình thử ha. Ủa các bạn ơi, ở đây các bạn đổi lại cho mình là thay vì select các bạn cho mình thêm là cái range nữa các bạn ha. Chọn theo cái vùng ha, select range là trong cái vùng mà từ tập 1 cho tới cái tập mới nhất ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cho mình là một cái thế này value, như cái này value các bạn sẽ cho mình như thế này luôn các bạn. Rồi đó thì ở đây bạn sẽ thấy nè, nó sẽ chạy theo như thế này đó. Cái này là cái value các bạn ha, cái giá trị, còn này cái tên các bạn ha. Cái tên số tập là giống như cái value của cái tập đó luôn các bạn ha. Tập 10 này sẽ là tập đang được chọn nè ha. Đây mình sẽ chọn tập 1 trước. Khi nó refresh là nó chọn luôn cái tập 10 các bạn. Khi nó refresh nó chọn tập 10. Rồi, thôi tạm thời mình thử cái tập số 5 cái ha. Và mình sẽ sửa lại cái này sau các bạn ơi. Cái video nó cũng dài lắm rồi. Thêm nè, cái này các bạn vẫn nghiêng nguyên ha. Và update thì các bạn vẫn nghiêng nguyên. Thì nó sẽ, cái hàm của mình là hàm store trên đây nè. Hàm store trên đây. Thêm tập return impact. Rồi bây giờ mình thử thêm cái tập 5 ha.
Ví dụ tập 5 chưa có thì mình sẽ thêm lại cái link này. Bây giờ mình thêm tập. Rồi, ok. Không xác định được. Integer value gia tập vòng 2 column web phim. Daytime. Daytime các bạn. Grab app. Đây là link movie ID. Suy ra title. À, cái này suy ra thêm cái movie ID nữa các bạn. Cái này là movie title. Test. À, cái này phải suy ra ID các bạn. À, ở đây các bạn sẽ cho mình một cái form hidden này ha, để mình lấy ra được cái movie ID các bạn. Ở đây các bạn đổi cho mình là movie ID bằng movie title ha, để nó không có trùng ha, không trùng với cái movie ID dưới này. Đây mình sẽ ra movie ID ha. Rồi thì mọi thứ nó vẫn giữ nguyên các bạn. Các bạn sẽ thấy nè, khi bạn chỉ vào cái test nè thì đây nó hiển thị ra là tên, còn đây là movie hidden nè, để mình lấy được cái ID của phim các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thêm lại ha. Tập sẽ là tập 5, thêm tập phim. Rồi ok, thêm thành công nữa các bạn. Thì các bạn sẽ thấy đây, đây là chính là tập 5 nữa các bạn. À, tập 5 thì ngoài cái đây gia tập rồng thì mình sẽ có là cái tập 5 các bạn. Đây. Đó, tập 5 mình chưa ra cho nên là hiện tại nó chỉ là mới tập 4 thôi các bạn.